Kính thưa quý vị, chúng ta vừa nghe lại những giai điệu tha thiết tình cảm mang đậm âm sắc Nam Bộ, những lời ca sâu sắc nói lên tâm trạng của những người con miền Nam trên đất Bắc luôn hướng về quê hương, nơi ấy có gia đình, vợ con và bao kỷ niệm thân thuộc. Bài hát Son Sắt Một Lòng của nhạc sĩ Đắc Nhẫn ra đời cách đây hơn 50 năm, nhưng vẫn đọng lại những ấn tượng, cảm xúc sâu sắc. Ông đã để lại cho đời rất nhiều các khúc nổi tiếng khác và rất nhiều nhạc cho các vở cải lương, cùng những đóng góp cho sự phát triển của nền cải lương Nam Bộ. Nhạc sĩ Đắc Nhẫn sinh ngày 16 tháng 8 năm 1923, quê tại Ô Môn, Cần Thơ. Ông mất ngày 14 tháng 9 năm 1989 tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Đắc Nhẫn đã được trao tặng giải thưởng nhà nước về âm nhạc. Trong chương trình bình luận âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ có dịp cùng trao đổi với nhạc sĩ Trương Quang Lục về thân thế, sự nghiệp cùng một số sáng tác của nhạc sĩ Đắc Nhẫn. Xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Trương Quang Lục. Chào quý vị và các bạn đến với chương trình giới thiệu nhạc sĩ Đắc Nhẫn. Tên khai sinh của ông là Phạm Đắc Nhẫn. Như các bạn đã nghe trong phần đầu mà nhạc sĩ Trần Hữu Bích có nói là nhạc sĩ Đắc Nhẫn quê ở huyện Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Nhưng xin nói thêm rằng đây cũng là một địa phương sản sinh rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như nhạc sĩ Lữ Phước, nhạc sĩ Trần Kiết Tường, nhạc sĩ Triều Dân, vân vân. Thì cái vùng Ô Môn này có cái gì đặc biệt mà lại sản sinh được rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như là nhạc sĩ Trương Quang Lục vừa kể tên? Thì có thể nói là cái từ lâu Ô Môn đã là vùng đất âm nhạc. Vùng đất âm nhạc. Đây là một cái vùng đất mà ca nhạc tài tử rất là phổ biến. Rồi đêm đêm trên dòng sông Ô Môn là vang lên cái tiếng hò vời vợi mênh mang tha thiết, làm sao động lòng người.
Rồi trong những cái dịp lễ hội, rồi dàn nhạc lễ dân tộc, hòa tấu, mọi người là thả bè, rồi đua ghe ngo, hò chèo thuyền, có dàn nhạc lễ dân tộc hòa tấu theo. Rồi mùa gió chướng thì trên dòng sông là lao sao, cái tiếng khua dầm sen lẫn cái giọng hát đối đáp của bà con đi đi gặt mướn. Khi mà đi gặt mướn thì trên ghe cũng hát hò. Và có thể nói là người dân Ô Môn từ trẻ cho đến già đều yêu thích âm nhạc. Đúng là ra đời trong một cái môi trường mà nên thơ như vậy đấy, thì người ta dễ có cái cảm xúc mà sáng tác âm nhạc. Thì các cụ thân sinh ra nhạc sĩ Đắc Nhẫn chắc chắn là cũng rất yêu thích âm nhạc cổ truyền chứ phải không? Đúng là các cụ rất là yêu thích. Cụ ông á thì là thích nhất là chơi cái đàn cò á. Đàn cò là đàn nhị. Và thỉnh thoảng thì cụ cũng có ê a một vài cái bản trong tuồng hát bội á. Cụ bà thì là không có hát hò nhưng mà là có cái giọng kể, kể chuyện ngày xưa rất là tình cảm. Thế hồi nhỏ thì cậu bé Đắc Nhẫn có được học âm nhạc không? Và nếu có thì ai là cái người mà truyền đạt những kiến thức cơ bản đầu tiên cho ông Đắc Nhẫn? Lúc lên 7 tuổi thì cái cậu bé Đắc Nhẫn đó thường mượn cái cây đàn đoản. Đàn đoản là một cái cây đàn giống như là đàn kìm, tức là đàn nguyệt, nhưng mà cái cần ngắn hơn tí. Và của người hàng xóm, cái đàn của người hàng xóm thì tự gãi suốt ngày, suốt ngày rồi cũng mò mẫm đánh được vài bài. Lên 8 tuổi thì là học đàn kìm của một cái thầy tên là thầy Hai Cừ ở địa phương nó dạy. Thế lớn lên thì chắc chắn là Đắc Nhẫn sẽ tiếp tục học văn hóa, nhưng mà ông có tiếp tục đi theo cái con đường mà yêu thích âm nhạc không? Thì khi nhạc sĩ Đắc Nhẫn lúc bây giờ thì hồi còn bé thì cũng thích âm nhạc. Nhưng mà rồi vẫn phải học nghề để sinh sống á. Thì 15 tuổi thì lên Rạch Giá. Rạch Giá vào cái trường học nghề. Cái trường đó là hồi đó là Tây nó đặt cái tên mà là École là d'Apprentissage. Rồi năm 16 tuổi á thì lên Sài Gòn vào cái trường kỹ nghệ thực hành. Hồi đó gọi tắt là trường PI. PI tức là Practical Dentistry. Thì tại đây á Đắc Nhẫn bắt đầu lại chịu ảnh hưởng của cái nhạc Tây phương. Bởi vì đến những cái vùng thị xã như thế mà nhất là các cái bài do ca sĩ Tino Rossi của Pháp hát. Thế phải chăng là bắt đầu mà ảnh hưởng của âm nhạc phương Tây rồi thì nhạc sĩ Đắc Nhẫn lúc ấy thì lại không còn tha thiết với âm nhạc dân tộc và cổ truyền nữa? Thực ra thì ổng là yêu thích song song cả hai. Tức là yêu thích cả tân lẫn cổ. Khi bước vào tuổi thanh niên thì ông Đắc Nhẫn lúc bây giờ là đã biểu diễn được 20 câu vọng cổ. Và các cái bản nhạc cổ có điệu thức là Xuân, Bắc, rồi Nam, Oán, bằng đàn kìm á, rồi đàn tranh, có cả đàn cò nữa, cũng tập đàn cò. Đồng thời còn chơi được đàn mandolin, đàn guitar, đàn violon. Và yêu thích các cái bài hát hướng đạo. Đặc biệt các bài hát hướng đạo hồi thanh niên hồi đó lại thích mà. Thế chứng tỏ là nhạc sĩ Đắc Nhẫn lúc ấy đã rất là đa tài mà lại cũng rất là có cái năng khiếu. Năng khiếu từ nhỏ. Thế thì khi cách mạng tháng 8 bùng nổ rồi đấy, thì tiếp đến là cuộc kháng chiến ở Nam Bộ, thì nhạc sĩ Đắc Nhẫn lúc ấy ở đâu và có hoạt động âm nhạc không? Thì tháng 8 45 khi mà cách mạng tháng 8 bùng nổ thì với cái tuổi 22 rất là sôi nổi. Thì cái chàng trai Đắc Nhẫn là cùng nhân dân tham gia cướp chính quyền ở địa phương. Rồi cuộc kháng chiến bùng nổ ở Nam Bộ thì Đắc Nhẫn là tham gia cái đoàn tuyên truyền xung phong ở khu 9. Thế nhạc sĩ Đắc Nhẫn thì bắt đầu sáng tác từ lúc nào và những cái tác phẩm đầu tiên là những cái bài gì ạ? Khi mà ở cái đoàn tuyên truyền xung phong khu 9 thì bắt đầu do nhu cầu của công tác mà thì nhạc sĩ Đắc Nhẫn bắt đầu sáng tác một loạt bài như là Nhớ ơn của Hồ Chí Minh, Em bé bông gòn, Hạnh phúc, rồi bài Sắp chiến, bài Nhắn về thành, bài Việt Nam nghìn dặm, vân vân. Nhưng mà đây là những cái bài đầu tay của nhạc sĩ Đắc Nhẫn mà chỉ phổ biến hẹp ở trong cái vùng địa phương đó thôi và trong đơn vị đó. Nhưng mà qua như nhạc sĩ Trân Công Lục vừa kể đấy thì đầu tay đã có rất nhiều tác phẩm. Mặc dù nó chưa có được tuyên truyền rộng rãi nhưng mà nó sẽ là cái đà cho những cái sáng tác sau này của ông. Thì những năm kế tiếp thì nhạc sĩ Đắc Nhẫn công tác ở đâu và ông chắc là vẫn tiếp tục sáng tác chứ phải không? Cái năm 47 thì nhạc sĩ Đắc Nhẫn phụ trách cái phần âm nhạc
của cái phòng chính trị khu 9. Yeah. Tại đây thì ông có sáng tác một cái bài khá phổ biến lúc bây giờ, mà tôi nghĩ một số quý vị mà xem đài mà tuổi khoảng 40-50 trở lên, vâng, thì chắc thế nào cũng phải biết đến bài này. Đó là bài Tầm Vu. Vâng. Tầm Vu. Mà nhưng mà chúng ta sẽ trở lại bài này vào cuối chương trình. Thế sau bài Tầm Vu thì nhạc sĩ Đắc Nhẫn còn tiếp tục sáng tác những bài nào khác nữa? Sau bài Tầm Vu rồi thì đến năm 1949 thì ông có viết cái bài Ba Rinh Trận Địa. Ba Rinh Trận Địa. Trong một cái trận đánh đồn Ba Rinh ở chiến dịch Sóc Trăng. Năm 50 thì ông là viết cái bài Tình Bãi Núi. Nhạc sĩ Tình Bãi Núi có biết là Bãi Núi ở đâu không? Núi An Giang. Còn gọi là Thất Sơn. Vâng, Thất Sơn. Bãi Núi mà. Khi mà tham gia trận đánh đồn Vĩnh Trung trong chiến dịch Bãi Núi ở An Giang. Tôi được biết là sau năm 54 đấy, khi mà Hiệp nghị Geneva vừa được ký kết đấy, thì rất nhiều các bộ đội rồi cán bộ chiến sĩ ở miền Nam đấy thì đều tập kết ra ngoài Bắc hết, thì nhạc sĩ Đắc Nhẫn lúc ấy chắc cũng sẽ tập kết ra miền Bắc. Vâng. Nhạc sĩ Đắc Nhẫn cùng một số các nhạc sĩ Nam Bộ tập kết ra ngoài Bắc, mà phải nói là đây chính là cái thời gian mà nhạc sĩ Đắc Nhẫn có thêm nhiều điều kiện để học tập, phát huy cái khả năng của mình. Cái khả năng sáng tác và đặc biệt là khả năng nghiên cứu âm nhạc cổ truyền đó. Vâng. Thế khi mà mới tập kết ra miền Bắc đấy, thì ông Đắc Nhẫn đã có những cái sáng tác gì đáng chú ý? Năm 55, thì khi mà quân ta tiếp quản Hà Nội thì ông có một cái bài là Chào Mừng Thủ Đô Giải Phóng. Rồi khi Bác từ Việt Bắc về lại Hà Nội thì nhạc sĩ Đắc Nhẫn là có bài Mừng Bác Về Thủ Đô. Rồi khi mà ta tiếp quản Hải Phòng, khi mà Pháp rút khỏi Hải Phòng mà ta tiếp quản Hải Phòng thì ông có một cái bài Cửa Bể Đã Mở. Mà tôi nhớ là cái bài Cửa Bể Đã Mở lúc bây giờ mà dân Hải Phòng cũng dân Hà Nội rất là thích bài này, bởi vì ông viết rất là kịp thời. Tôi được biết là năm 1956 đấy, thì nhạc sĩ Đắc Nhẫn đã chuyển công tác về Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thế thì ở đây thì ông đã sáng tác một cái bài rất là nổi tiếng là cái bài Son Sắt Một Lòng và bài Anh Về Miền Bắc. Thế được thính giả của đài, nhất là những người con miền Nam, rất là yêu thích hai bài này. Khi mà nhạc sĩ Đắc Nhẫn mà tập kết ra miền Bắc thì hình ảnh những cái người thân ở quê hương miền Nam vẫn còn in đậm ở trong tâm trí ông. Và trong cái hồi ký của mình thì ông có kể lại là những cái giây phút cảm động khi từ giã quê hương và từ giã bà con. Thì khi mà lên tàu thủy ra Bắc thì kẻ ở người đi rất là bình dị và giơ hai ngón tay để hẹn nhau là hai năm trở lại về sum họp. Những hình ảnh thân thiết đó thì tạo cho ông một cái cảm xúc để viết nên cái ca khúc mà Son Sắt Một Lòng. Tôi nhớ là có mấy câu như thế này. Anh ơi anh ơi hỡi, anh ơi anh ơi hỡi, từ ngày xa nhau, từ ngày xa nhau, anh lỡ đi muôn dặm khuya tầm đất xây cơ đồ, em gắng ghi bao lời gian lao khó khăn hề nào, dù năm bắc xứ xa vời đôi tim vẫn luôn gần nhau. Nghe cái giai điệu thì là rất là cái âm hưởng của dân ca Nam Bộ, dân ca Nam Bộ rất đậm trong những các cái sáng tác của nhạc sĩ Đắc Nhẫn. Có thể nói là bài này khi ông viết ra thì ông có nghĩ đến một cái bài ca tài tử ở Nam Bộ, tức là bài Tứ Đại Cảnh. Tức là ông cũng bị ảnh hưởng bài này mà khi ông viết ra. Mà cái bài Tứ Đại Cảnh thì rất quen thuộc với bà con Nam Bộ. Nhưng mà bài này thực ra vốn là một cái bài Tứ Đại Cảnh của Huế. Rồi khi mà du nhập vào trong Nam thì là được cải biên và biểu diễn theo cái phong cách nhạc tài tử Nam Bộ. Cái giai điệu rất là tình cảm tha thiết. Đến cái nỗi là thế này, hiện nay một số đoàn cải lương lấy ngay bài này đặt một cái lời làm thành một làn điệu cải lương luôn. Mà chứng thực ra là sáng tác của ông Đắc Nhẫn. Cho nên tôi nghĩ rằng khi sử dụng là đừng quên giới thiệu đây là sáng tác của Đắc Nhẫn. Nhạc sĩ có thể nói thêm về cái bài Anh Về Miền Bắc, cũng là một cái sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đắc Nhẫn mà mang đậm cái âm hưởng dân ca Nam Bộ đấy, như là cái bài Son Sắt Một Lòng đấy. So với bài Son Sắt Một Lòng thì bài Anh Về Miền Bắc không phổ biến bằng, nhưng mà thật ra cũng được bà con, nhất là bà con miền Bắc và anh chị em miền Nam tập kết yêu thích. Bài này thì cũng thể hiện cái tình cảm tha thiết của một người con miền Nam sống xa quê hương, giống như cái bài Son Sắt Một Lòng. Nhưng bài này thì là ông lại chịu âm hưởng
của một cái bài dân ca Nam Bộ là Lý Chim Quyên. Vâng. Khi mà ông viết cái bài Anh Về Miền Bắc. Vâng. Thế nhạc sĩ Đắc Nhẫn thì sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ đấy, thì chắc thế nào cũng phải có một cái sáng tác về cái quê hương của mình chứ phải không? Thì nói chung anh em nhạc sĩ nào cũng vậy. Vâng. Khi mà mình sáng tác thì thế nào mình cũng để dành một phần cái trái tim của mình cho quê hương khi viết về về cái quê hương nơi mà chôn rau cắt rốn của mình. Thì nhạc sĩ Đắc Nhẫn cũng có làm. Nhưng mà viết là một chuyện, còn được quê hương chấp nhận không là một vấn đề. Thì cái năm 63 khi đang công tác ở cái ban nghiên cứu nghệ thuật á, thì nhạc sĩ Đắc Nhẫn sáng tác bài Cần Thơ Gạo Trắng Nước Trong. Cái phần đầu á, thì nó phản phất cái hát đối của Cần Thơ. Nhưng mà đến cái phần sau á, nếu chúng ta nghe kỹ thì chúng ta thấy phần đầu phản phất âm hưởng của hai điều hát, hát đối Cần Thơ, rồi phần sau là mang dáng dấp của cái bài Tứ Đại Oán, rồi Lý Cái Mơn, rồi Già Cổ Hoài Lan của Cao Vân Lầu. Tức là ổng bị ảnh hưởng mấy bài đó. Thế bên cạnh một số sáng tác mang đậm cái âm hưởng dân ca Nam Bộ mà như nhạc sĩ Trương Quang Lục vừa giới thiệu đấy, thì tôi thì nghĩ thì thế mạnh về âm nhạc của ông lại chính là về lĩnh vực nghiên cứu nghệ thuật sân khấu cải lương và viết nhạc cho các vở các kịch cải lương. Quả là như vậy, tức là năm 57 á, cách đây hơn nửa thế kỷ rồi. Thì 3 năm sau khi tập kết ra miền Bắc á, thì nhạc sĩ Đắc Nhẫn đã bắt đầu được chuyển công tác về ban nghiên cứu nghệ thuật sân khấu cải lương. Tại đây thì ông sưu tầm toàn bộ cái bản âm nhạc cải lương, rồi nghiên cứu tổng kết thành một cái lý luận, một cái bộ môn âm nhạc cải lương. Đặc biệt là ông xác định năm chức năng của âm nhạc cải lương là gì. Trước đây thì người ta có thể biểu diễn rất nhiều về âm nhạc cải lương, nhưng chưa ai tổng kết thành một cái lý luận như thế. Và ông tổng kết thứ nhất là ông coi âm nhạc cải lương thứ nhất là phục vụ cho âm nhạc tiền tấu, nó gần như là cái kiểu prelude. Trước khi anh tấu nhạc thì nó có một cái câu vào đầu gì đó. Rồi âm nhạc mở màn, khi mà một cái vở kịch cũng như là một cái opera thì hay có cái ouverture đó, thì cái âm nhạc cải lương phải phục vụ cái đó. Rồi âm nhạc cho múa và hát, trong các vở thì có múa hát thì phải có cái nhạc nền cho múa hát. Rồi có âm nhạc đệm cho diễn xuất, khi mà diễn viên đi tới đi lui hoặc bày tỏ tình cảm gì trên sân khấu thì phải có nhạc đệm. Rồi cuối cùng là âm nhạc cải lương phải phục vụ cho các cái nhạc bản cụ thể. Thế qua nghiên cứu cái nghệ thuật sân khấu cải lương đấy, nhạc sĩ Đắc Nhẫn có những cái đề xuất gì quan trọng nhất về cải cách cái âm nhạc của cải lương? Tôi nghĩ rằng theo cái đề xuất của nhạc sĩ Đắc Nhẫn thì chúng ta có thể tham khảo để từ đó cải tiến cái cải lương. Mà đặc biệt á, thì là nhạc sĩ Đắc Nhẫn á, đề nghị là thế này: thực hiện đồng bộ nhiều lĩnh vực, âm nhạc rồi đạo cụ rồi động tác rồi ca hát rồi đủ hết. Nhưng mà trong đó riêng cái phần âm nhạc cải lương thì ông đề nghị là năm cái biện pháp như thế này. Thứ nhất là bổ sung thêm nhạc cụ, bởi vì như chúng ta biết cái dàn nhạc cải lương mình hiện nay ít lắm. Hai người đánh, ba người đánh, năm người đánh là nhiều lắm, là khoảng 7, 8 đến 10. Nhưng mà nếu coi rằng âm nhạc cải lương, một cái vở cải lương như là một cái opera hay là operette á, của Tây Phương, thì dàn nhạc mà phục vụ cho một cái opera đôi khi là 30 người, 50 người, thậm chí có thể hàng trăm người. Một cái dàn nhạc giao hưởng phục vụ cho một cái ca kịch. Thì tại sao cái dàn nhạc cải lương của mình nó chỉ lèo tèo, chưa đến 10 người? Cho nên ông đề nghị là phải nâng lên số lượng người. Thứ hai là ông đề nghị là cải tiến nhạc cụ truyền thống. Nhưng nhạc sĩ Trần Hữu Bích đã biết nhạc cụ truyền thống mình có một cái nhược điểm là như thế này: âm lượng, những cái nốt cao á, không, nốt cao á thì không với tới, mà nốt trầm á thì là không đạt được. Rồi chưa kể âm lượng nữa. Cho nên do đó chúng ta phải cải tiến nhạc cụ truyền thống. Nhưng mà tất nhiên là cải tiến như thế nào để đừng có xa rời cái phong cách của dân tộc, của dân tộc. Nhất là nếu mà chúng ta cứ bắt chước cái kiểu cái công thờ bass hay như thế rồi chỉ thay đổi cái hình dáng không là chưa được, mà phải là cái âm sắc dân tộc mà nó có độ trầm cái thì mới được. Rồi một cái điểm thứ ba ông đề nghị nó là sử dụng phương pháp ký âm quốc tế, tức là đồ re mi fa sol la si, rồi nó tròn nó trắng nó đen mất đơn mất kép, chứ không thể là cái dụng hò sư sẵn sẽ cống được. Còn những cái chỗ mà
sừ non, sừ già, cái gì đó, thì là chúng ta sẽ đặt thêm những cái ký hiệu, nhưng mà phải dùng ký hiệu quốc tế thì mới được. Cái thứ tư là ông đề nghị này, xóa nặng mù nhạc và nâng cao trình độ nhạc lý cho nhạc công. Bởi vì có những nhạc công bây giờ thì là không biết nhạc, tập theo truyền khổng của cha ông để rồi cái thứ năm là ông đề nghị là đào tạo thêm cán bộ sáng tác và chỉ huy dàn nhạc. Cho nên tôi nghĩ rằng với cái năm cái đề nghị đó thì hiện nay á, cái nghệ thuật cải lương hiện nay chúng ta cũng phải cần tham khảo lại cái ý kiến của nhạc sĩ Đắc Nhẫn. Thế ngoài những cái việc mà nghiên cứu về âm nhạc cải lương đấy, thì nhạc sĩ Đắc Nhẫn còn viết rất nhiều nhạc nền cho các vở cải lương. Thế thì cái hiệu quả âm nhạc của cái vở đó ra sao? Có thể nói là nhạc sĩ Đắc Nhẫn viết rất nhiều. Bởi vì sau khi mà ông tổng kết rồi ông đưa ra lý luận thì cái phần viết của ông cũng có thay đổi. Cho nên nhiều đoàn cải lương đã nhờ nhạc sĩ Đắc Nhẫn viết nhạc. Ví dụ như đoàn cải lương Trung ương thì nhờ nhiều vở lắm, nhưng mà đơn cử là vở Mật Đắng Gươm Thiên, rồi vở Quang Trung, rồi đoàn cải lương Nam Bộ này, cải lương thì có nhiều lắm, Dệt Gấm, Mẫu Đơn Tiên, vở Thạch Sanh, rồi Câu Chuyện Năm Kỳ Khởi Nghĩa, rồi vở Chị Sứ, vở Võ Thị Sáu. Mà đặc biệt đó, là tất cả các cái đoàn khác từ miền Bắc đến miền Nam đều nhờ nhạc sĩ Đắc Nhẫn. Ví dụ như đoàn Thanh Hóa này ở phía Bắc, rồi đoàn Hà Tây cũ, rồi đoàn Minh Tơ, đoàn Trung Hiếu, rồi đoàn cải lương Thanh Nga, đoàn nhà hát Trần Hữu Trang, đoàn Sài Gòn 1, đoàn Tiền Giang, đoàn Cần Thơ. Nghĩa là có thể là rất nhiều vở mà các đoàn đó đã nhờ nhạc sĩ Đắc Nhẫn viết nhạc. Nhưng mà phải nói là những cái vở mà nhạc sĩ Đắc Nhẫn mà viết nhạc thì khá nhiều vở đã đạt giải cao. Trong đó có cái phần góp phần của nhạc sĩ Đắc Nhẫn về âm nhạc. Tất nhiên là có thể là nó tổng hợp nhiều yếu tố, nhưng mà có cái phần góp phần của nhạc sĩ Đắc Nhẫn về phần âm nhạc, cho nên mới đạt được giải cao. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với một cái ca khúc nổi tiếng từ thời kháng chiến chống Pháp của nhạc sĩ Đắc Nhẫn, đó là bài Tầm Vu. Trước tiên nhạc sĩ có thể tóm tắt về diễn biến chiến thắng Tầm Vu như thế nào? Đây là một cái trận mà cách đây đã 60 năm rồi. Nhưng mà thôi, chúng ta cũng cố gắng lật lại lịch sử để biết được cái trận đánh Tầm Vu như thế nào, để từ đó sản sinh ra bài Tầm Vu. Thì đây là trận Tầm Vu 4. Nó đặc biệt là phải nhớ là Tầm Vu 4. Có 4 trận Tầm Vu. 4 là 19 tháng 4 năm 1948. Một cái chiến thắng rất là chói lọi của quân nhân Cần Thơ. Nhưng mà hiện nay thì Tầm Vu lại thuộc Hậu Giang nhé. Sau khi mà chia Hậu Giang với Cần Thơ thì nằm bên Hậu Giang. Nhưng mà hồi đó thì thuộc Cần Thơ và thuộc khu 9 trên chiến trường Tây Nam Bộ. Trước đó thì đã có Tầm Vu 1, trận Tầm Vu 1, trận Tầm Vu 2, Tầm Vu 3. Nhưng mà hồi đó thì không có bản nhạc nào về cái đó, bởi vì những cái trận đó nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Nhỏ nhỏ thôi là năm 46, 47. Nhưng mà lớn nhất là vẫn trận Tầm Vu 4. Ba trung đoàn 152, 153, 154 phối hợp phục kích diệt 14 xe quân sự. Nhạc sĩ Trần Hương Bích cái hình dung bằng 4 xe mà cái nối đuôi dài thì phải biết là mà cái thời đó là hồi đó là ghê gớm lắm. Rồi làm thương vong 100 tên địch. Trong đó có cái tên chỉ huy trưởng của cái đơn vị của chúng nó nữa. Rồi bắt sống 80 tên, thu 200 vũ khí các loại, và đặc biệt là có một cái khẩu trọng pháo 105. Hồi đó mà mình nó mới đánh thì là tầm vong rồi súng kíp rồi các thứ, súng bút cờ tông rồi hết sức thô sơ đấy. Thô sơ. Mà bây giờ là có một cái khẩu pháo 105. Thì Tây á, mà nó di chuyển khẩu pháo 105 là nó phải có xe cơ giới. Mà mình nó là có gì đâu. Thế là bộ đội mới nhớ đến bà con là nhờ hai con trâu kéo. Nhưng mà nó nặng quá đi. Khi kéo qua sình lầy thì một con là chết tại chỗ. Và một con nữa khi qua khỏi cái đó rồi, sau đó thì một tuần sau cái con nó chết. Nhưng mà bà con rất là vui vẻ và coi như là cống hiến hai con trâu đó cũng để góp phần trong cái phần chiến thắng. Tức là mang chiến lợi phẩm về bằng hai con trâu. Đó là cái chuyện rất là vui trong cái trận Tầm Vu. Đúng là một cái chiến thắng rất là chói lọi. Và có lẽ cũng vì cái chiến thắng chói lọi đó mà nhạc sĩ Đắc Nhẫn đã có cảm hứng để viết nên một cái bài sáng tác là cái bài Tầm Vu. Tầm Vu mà nổi tiếng cho đến bây giờ.
thì có thể nói là nhạc sĩ Đắc Nhẫn cũng rất muốn viết, nhưng mà chưa viết được. Thì trong thời gian đó thì là nhạc sĩ Đắc Nhẫn đang là phụ trách phần âm nhạc của phòng chính trị của chín mà. Thì cái đồng chí chính trị viên ở đấy, chính ủy khu chín á, có gợi ý là nhạc sĩ Đắc Nhẫn nên viết ngay một cái bài về tầm bu để kịp kỷ niệm cái ngày Nam Bộ kháng chiến. Thì để biểu dương cái chiến công tầm bu nữa. Thế thì nhưng mà tại sao mà phải có một bài thế? Bởi vì đó, cái chiến công tầm bu á, nó mở màn trong một cái chiến dịch tiêu diệt địch trên quy mô lớn. Trước đây tầm bu 1 và 2 3 là đang còn con mà nhỏ, bây giờ tầm bu 4 rất là mở rộng. Cái quy mô rất là lớn. Cho nên ông viết nhạc suốt đêm, hôm sau đưa cho Quốc Hương làm nhạc. Cả rồi sĩ sau Hương Quốc Hương á, giáp. Rồi bản thân Quốc Hương sau này đêm hát nữa. Đêm hát ngay trong kháng chiến chống Pháp. Cho nên có thể nói là từ đó cái tiếng hát rất là vui khỏe nhiệt tình của ca sĩ Quốc Hương đã làm cho các hành khúc tầm bu nó bay cao bay xa và giúp cho quần chúng cả nước biết thêm về một cái chiến công oai hùng của quân dân ta trên cái miền Tây Nam Bộ. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe lại ca khúc Tầm Bu, một sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Đắc Nhẫn, lời của ca sĩ Quốc Hương qua phần biểu diễn của ca sĩ Vĩnh Phước và nhóm Giai Điệu Xanh. Một năm qua nơi đây tiếng ai xúc quân lướt trên ngàn thay phất cao ngọn cờ diệt quân tàn than đến nay còn vang. Tầm vu hôm nay nào tiếng sáp chiêng tiêu diệt chiếm chép diệt hết quân xâm lăng. Tiếng reo hò chiến thắng sung nổ vang khắp chân thiên sương mau còn ghi. Người Việt Nam hận thù thêm nung nấu đang xa tấn vì đoàn nước reo vang về quốc quân ngập cho máu say ngắm một chiều ngàn thầy pháp chết chất đông. Đây là mộ là hồ chôn bọn giặc Sài Lang. Tầm vu tầm vu tầm vu khắp nơi đều nghe tiếng vang liệt oanh. Tầm vu nơi ghi dấu chiến công chiến binh miền Tây hát lên hơi ai với yêu tầm vu. Hùng thay tầm vu vang dậy anh hùng nước ta. Một năm qua nơi đây tiếng ai xúc quân lướt trên ngàn thay phất cao ngọn cờ diệt quân tàn than đến nay còn vang. Tầm vu hôm nay nào tiếng sáp chiêng tiêu diệt chiếm chép diệt hết quân xâm lăng. Tiếng reo hò chiến thắng sung nổ vang khắp chân tiền sương mau còn ghi. Người Việt Nam hận thù thêm nung nấu đang xa tấn vì đoàn nước reo vang về quốc quân ngập cho máu say ngắm một chiều ngàn thầy pháp chết chất đông. Đây là mộ là hồ chôn bọn giặc Sài Lang. Tầm vu khắp nơi đều nghe tiếng vang liệt oanh. Tầm vu nơi ghi dấu chiến công chiến binh miền Tây hát lên hơi ai mến yêu. Tầm vu tầm vu tầm vu tầm vu khắp nơi đều nghe tiếng vang liệt oanh. Tầm vu nơi ghi dấu chiến công chiến binh miền Tây hát lên hơi ai mến yêu.
Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa tìm hiểu đôi nét về thân thế và sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Đắc Nhẫn và nghe lại một số sáng tác nổi tiếng của ông. Bài hát Tầm Vu với phần trình diễn của ca sĩ Vĩnh Phước và nhóm giai điệu xanh đã khép lại chương trình này. Xin cảm ơn nhạc sĩ Trương Quang Lục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình này. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau. Tầm Vu khắp nơi đều nghe tiếng vang liệt oanh. Tầm Vu đời ghi dấu chiến công chiến binh miền Tây hát lên hơi ai mến yêu.